Dạ vâng, các bác nhìn đây ạ. Từng những chi tiết một này còn rất là mới luôn ạ. Còn rất là mới quá chứ. Đây ạ. Toàn bộ đây những con ốc này còn rất đẹp luôn, đúng không ạ? Tổng thành xe rất đẹp luôn. Đó, bên em toàn những cái hàng tuyển chọn thôi các bác. Đó, toàn những cái mẫu xe nó phải thực sự đẹp có nhá, thực sự chất lượng thì bên em mới nhập vào. Họ lên các bác mua xe bên em thì hoàn toàn yên tâm nhá. Xong vâng, em chào các bác nhá. Thì tiếp tục hôm nay em lại lên sóng cho các bác xem một mẫu xe nữa đây ạ. Một mẫu xe số tự động 7 chỗ ngồi, giá cực kỳ rẻ luôn. Đó, nhưng mà xe còn khá chất lượng luôn. Dạ vâng, em là Mô Tô, chuyên bán cũ toàn quốc. Vậy các bác lần đầu xem video của em, hãy nhấn đăng ký kênh và nút thông báo để thường xuyên xem những mẫu xe mới nhất mà bên em cập nhật nhé. Có những phần tì những phần tì để tay đấy ạ. Và những cái phần này phần để đồ lúc các bác nhé, có thể là gập lên gập xuống thoải mái luôn. Đó, tì để tay này rất là hay luôn. Và đây ghế đây có thể gập xuống này. Đó. Mẫu xe 7 chỗ ngồi số tự động. Được mang tên là Chevrolet Vivante nhá. Vivante. Sản xuất năm 2008 số tự động. Mẫu xe được phủ màu sơn vàng cát nhá. Ở mẫu xe này là mới lấy về có nhá. Có nhìn này. Rất đẹp luôn đúng không ạ? Hôm giờ bên em cũng có một mẫu xe nữa nhá. Đó, cũng là Vivante, cũng số tự động. Đó, nhưng mà con xe này là màu vàng cát có nhá. Ở đây là con xe này màu vàng cát mới lấy về. Táp lô đây ạ, toàn bộ táp lô này, được chưa? Táp lô zin nguyên bản của nhà máy từ đầu. Và cái lưỡi đây là cũng ghế da, là ghế da zin nguyên bản của nhà máy từ đầu luôn ạ. Đây ạ. Ghế da zin luôn coi nhá. Ghế da zin luôn, tất cả đây có thể cho lên cho xuống này. Đó, rất tiện ích luôn. Đúng không ạ? Đẹp từng chi tiết một luôn các anh chị. Cái phần vô lăng này được chưa? Đẹp không ạ? Đây là mẫu xe bản đồ nhá, được trang bị gương kính chỉnh điện. Đó, túi khí, phanh ABS. Đầy đủ luôn các nhá. Xe còn khá chất lượng luôn. Toàn bộ đây ạ. Được trang bị thêm cả màn hình các nhá, kết hợp cam lùi đầy đủ luôn. Quá chất lượng cho mẫu xe luôn. Mẫu xe bên em chào bán mức giá là cũng cực kỳ hợp lý cho bác thôi ạ. Rất là rẻ luôn, chỉ có 170 triệu thôi nhá. 170 triệu. Các bác đã sở hữu ngay một mẫu xe này rồi. Được phủ màu sơn vàng cát ạ. Đó, mâm đúc thôi nhá. Đó, trang bị mâm đúc đầy đủ luôn. Số tự động nhá, số tự động luôn. Tất cả xe bên em bán ra đều có cam kết bằng văn bản đầy đủ cho bác là xe không đụng, không gặp nước quá nhá. Về cái chất lượng xe bên em thì các bác hoàn toàn yên tâm ạ. Tại vì sao? Bên em luôn luôn tuyển chọn và test thử rất là kỹ những cái mẫu xe nhập vào. Nó phải thực sự đẹp quá nhá, thực sự chất lượng thì bên em mới nhập vào ạ. Nên là các bác mua xe bên em thì hoàn toàn yên tâm về cái chất lượng xe nhá. Địa chỉ em ở huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang. Bên em chuyên bán cũ toàn quốc và vận chuyển toàn quốc luôn ạ. Ở ví dụ như các bác ở khu vực miền Trung này, miền Tây này, miền Nam này, phí vận chuyển thì các bác thêm phí 5 triệu cho em nhé. Còn tất cả các bác ở khu vực miền Bắc thì lúc đó em sẽ tính xem là các bác ở tỉnh nào, em sẽ tính tiền vận chuyển sau nhé. Sau đây em sẽ mời các bác em xem phần khoang máy động cơ ạ. Máy nổ khá êm luôn, trang bị cam lùi đầy đủ luôn. Nói chung là xe đẹp lắm các bác ạ. Phần táp lô này đẹp, từ cái phần táp lô đẹp đi đúng không ạ? Quá đẹp luôn. Màn hình đây các nhá, màn hình đầy đủ này. Nó kết hợp cam này, cam lùi led căng này. Đúng không ạ? Sau đây em mời các bác em xem phần khoang máy động cơ nhá. Đó, 170 triệu. Các bác đã sở hữu ngay một mẫu xe này rồi ạ. Một màu vàng cát nhìn khá đẹp luôn đúng không ạ? Máy lổ khá êm luôn quá nhá. Đó, máy lổ rất là êm luôn. Cực kỳ chất lượng luôn ạ. Êm du luôn ạ. Đó, số đi rất là ngọt luôn. Đó, rất là mượt mà luôn quá nhá. Máy thì bên em kiểm tra rồi. Còn khá êm luôn. Khá chất lượng. Vậy các bác nào quan tâm đến mẫu xe này có thể liên hệ trực tiếp cho em ở số điện thoại 0926 836 686 hoặc 0783 135 686 quá nhá. Vivante quá nhá. 172 triệu. Một lần nữa em Mô Tô xin thành cảm ơn các bác đã quan tâm và xem video của em. Hẹn gặp lại các bác video lần sau. Thân ái, chào, tạm biệt các bác.